thân mến, rất xinh đẹp, rất dễ thương quý vị nha. Đặc biệt giới tính top. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón phu nhân của Trúc Hạ, người đẹp Du Yên. Thưa quý vị, Du Yên năm nay vừa đủ tuổi làm chị chứng minh nhân dân, nhưng mà cái tóc hơi già. Đó là phu nhân, là con người đẹp Trúc Hạ, giới tính super hot tập. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón nữ hoàng tâm linh, người đẹp sắc mình, Mây Trường. Thưa quý vị, để cô ấy có thể đứng vững trên sân khấu mà không có sự cố. Người đẹp bé bà thứ gì. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón nữ quan cơ bạc quốc gia, quy chương vàng cơ bạc ký hòa 3 năm liền, người đẹp ẩm ẩm thứ gì. Gửi thứ gì, đây là một trong những nữ hoàng có gương mặt rất khả ái, dịu dàng, nhưng mà không ai ngờ tới cô ấy là nữ hoàng chia bài của chúng ta thứ gì. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón người đẹp Diễm Sương. Gửi thứ gì, một bát cấp ám tiết vô cùng điều kề. Cô ấy đang nâng cấp gương mặt của mình từ gương mặt tròn sang gương mặt tròn hơn quý vị nha. Đó là Diễm Sương. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón nữ hoàng, người đẹp hương quả thưa quý vị. Kệ đâu vậy, dễ thương không? Dạ, nó không có đi bình thường mà nó búng bởi vì hai cái giò nó như hai cái buộc sao la quý vị nha. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón người đẹp lá kiếm quyền thưa quý vị. Yeah, một mái tóc dài ống ả. Yeah, rất dễ thương nhưng không ai biết đó là sóng giả kẹp vô. Người đẹp là Kim Quyền thưa quý vị. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đó một chấp nhận nữ hoàng rất dễ thương của Sài Gòn đương thời, rất sặc sỡ, rất đậm đà đẹp, Anna thưa quý vị. Chờ nữ quý vị, quý vị nhìn không lầm đâu, không phải là cuông mà thông di động thưa quý vị, đó là Anna quý vị nha. Yeah, 1, 2, 3 xây kim không rớt để coi chừng rớt thủ tùng má ơi. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đó Xuân Tâm. Kệ nói gì, một cô gái rất dịu dàng và lạc quẻ của tối ngày hôm nay. Trong khi nguyên bày là màu vàng chanh quấy, mặc một chiếc áo rất là lạc quẻ, người đẹp Xuân Tâm nữa gì. Và rất dễ nhớ của quý vị, quên tiền thổi đó nha. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón người đẹp Phi Thanh Nhân Lậu thưa quý vị. Đó, quý vị thấy không, người ta mặc toàn áo là đồng hồn bằng tới bả, mặc áo thiên nhiên hàng không được không. Đó, rồi, ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón những người người đẹp Mông Cổ Cẩm Nhung. Sở dĩ người ta nói là người đẹp Mông Cổ bởi vì là một cô gái không có mông và không có cần cổ thưa quý vị. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón những nam thanh lịch sẽ phục vụ cho tất cả quý vị trong tối nay. Người đẹp à lộn, thanh lịch Lê Cầm và Thanh Huy và Nguyễn Tài thưa quý vị. Kể thưa quý vị, ba chàng trai của chúng tôi đang hiện tại tình trạng độc thân, ưu tiên cho các anh chị em và yêu mến nhất chàng trai độc thân, chủ tiệm vàng và chủ bất động sản cái gì nha, càng tốt. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhìn ngắm lại những gương mặt vàng trong làng lô tô cho buổi tối hôm nay để phục vụ cho quý vị. Con số gì đây? Dạ, lần đầu tiên xin phép lộ người đến tất cả quý vị khán giả lời chào trân trọng nhất thay mặt cho chủ tiệm xinh đẹp. Cảm ơn quý vị. Ôi, thật ơi trời, con đó nó bự cái gì nó cũng lố chừng á. Dạ, cảm ơn quý vị đã đến ủng hộ. Bán vé đi má, chào hoài má. Rồi. Dạ, đã đến ủng hộ cho Sài Gòn Tân Thời tối nay. Đêm ơn rời bóng đêm rồi quý vị nha. Hôm nay sẽ là một đêm diễn rất là đặc biệt, bởi vì chúng ta đã có tập đầu tiên và nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của tất cả quý vị. Với những khách mời, những trưởng phòng sẽ mang đến cho quý vị những tiểu phẩm rất là hấp dẫn và nhiều tiếng cười để mang đến cho quý vị nhiều phút giây giải trí nhất. Nhưng mà trước khi đến với những phần trình diễn hấp dẫn đó và cùng gặp gỡ với chương trình chính thì chúng ta sẽ trải qua vài vòng loại lô tô để chi góp vốn cho tụi em làm chương trình thú vị. Ngay bây giờ cho em hỏi tối nay ai lần đầu tiên đến với đoàn ạ? À? Dạ anh trai lên lên đây giùm em đi. Dạ. Mình đi chơi lô tô mà từ từ mình không biết có quà hay không, nhưng mà lần đầu tiên là tới em muốn tặng quà cho anh, lỡ mà anh không có trúng lô tô thì anh cũng có quà mang về cho bé nha. Dạ, yeah. Rồi, ngay bây giờ, kính thưa quý vị, dòng lời đầu tiên sẽ được là bước phục vụ bà con cô bác mình bởi là 20.000 đồng với tạp phẩm xe phô một cặp vô chơi từ cổ trị giá 1 triệu đồng. Quên, dạ, yeah. Quý vị lần đầu tiên đến với đoàn, giơ tay giùm cho em lần đầu tiên luôn. Dạ, yeah, đẹp ủ quá rồi. Dạ, yeah. Dạ, yeah. Quý vị biết luật chơi chưa? Dạ, yeah, chưa biết phải không? Dạ, yeah, nhớ giùm em
sẽ có 60 trái banh trong lần cầu mà hồi nãy anh trai đã bỏ vô hỗ trợ giùm cho mình, đã kiểm tra đầy đủ 60 con rồi ha. Và trên mỗi lá vé sẽ có 60 con số. Chút xíu nữa tụi em hát đi hát hùng gì đó, kệ tụi em, đừng quan tâm tới bài hát. Dạ, hát dở lắm. Dạ, cuối bài hát con số, lấy cái tâm chọt vô số tương ứng 4 con trên 1 hàng ngang. Dạ, đoạt giải nha. 4 con trên 1 hàng ngang là mình trúng thưởng nha. 4 con trên 1 hàng dọc là mình trúng gió, không có trúng thưởng. Dạ, rồi, còn nếu mà ai mà muốn có quà mà đem về mà không cần chơi loto, đợi giữa chương trình đi. Dạ, đợi chương trình có game. Còn nếu mà em quên đó, thì bữa sau mình tới mình chơi sẽ có quà. Rồi, ngay bây giờ, ai có lấy trên tay hướng mắt sẽ có bắt đầu. Cái gì vậy má? Cái con này cái gì vậy? Hồi nãy chị kêu hát dở là em không có đồng ý. Em hát cũng ok. Cái đàn này là hát dở là chỉ có con Diễm Huệ thôi. Ừ, mày hát hay lắm, có điều hơi nách thôi. Vô đi. Rồi, quý vị ơi, ai có giấy tay hướng mắt sẽ bắt đầu dò xuống. Vô. Mấy chị đà hey, mấy chị đà chú, chị đà mấy, chị đà mấy, chị đà mấy, chị đà. Như một cô gái, như một cô gái ở lòng xin. Tao đây là xin là biết nhiêu điên, yêu nấu thơm nói lòng mai mị. Như một cô gái ở lòng xin là biết nhiêu điên. Năm chỗ quyên vô, còn 50, còn 50. Còn 50, còn 50, nhớ nó còn 50, cái này còn 50, còn 50, còn 50. Xong rồi á, cái nhớ trả nha, chỉ bắt đầu đâu có khi ảnh rồi đó. Dạ. Rồi vô. Em nghĩ còn cách nữa là tại vì á đồ của anh Chí Thời mình nên cất lại để mượn, em sợ làm hư hỏng á, chị hiểu không? Em nghĩ là Xuân Tâm ơi, mình nghỉ luôn bữa nay đi, nó sẽ ok hơn á. Được không chị? Tính ra mày cũng bạn tốt, mày cũng đối xử tốt với đồng nghiệp lắm ha. Ừ. Tốt quá. Nè, cho mày trả lời với nó đi. Tao có tay rồi. Nói chung là em nghĩ là
nghĩ đúng rồi đó, không có trả lời được, nghĩ đi. Cô chị đây, mấy chị đây, mấy chị đây, mấy chị đây. Hey, bao đêm em mời mong, bao đêm em không đến trong, bao đêm em nhớ đến anh nơi đâu xa. Sao anh không đến bên em, sao anh nơi anh. Người tình tôi ơi, anh nơi anh, đã mà xem họ cưới nhau rồi. Em ơi em, người tình tôi ơi, em ơi em. Chuyện yêu chúng mình cũng tính cái trăm năm bốn mươi năm. Mày có hiểu được sân khấu biểu diễn với lại vé số lề đường không? Có hiểu không? Nó màu vàng phải không? Đúng cái record không? À, mày nghĩ như vậy? Rồi ok, bữa nay thì mình lãnh lương theo cái record này nha. Ok rồi, vô! 32 con mấy chị đây, con mấy chị đây, con đã có mấy con mấy chị đây. Vừa vẫn chân đơn côi trong đêm, nhớ ai chàng rơi trên sông. Cùng sông lướt chàng trôi lang thang đi tìm người thương. Người ở đâu chàng em sẽ đôi, nhớ tôi bao yêu từng ngày nào. Vẫn trên heo u với tiếng